Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây và trong tương lai, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN phấn đấu trở thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia. Trong đó, việc đẩy mạnh nâng cao năng lực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để nghiên cứu về công nghệ mới, các giải pháp kỹ thuật có tính đột phá để giữ vững, gia tăng sản lượng khai thác dầu khí, thay đổi mô hình kinh doanh, cải tiến các chuỗi liên kết, phát triển sản phẩm dịch vụ theo xu hướng kinh tế xanh là một trong những công tác trọng tâm và tiên quyết. Quán triệt tinh thần chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tại chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tập đoàn và các đơn vị thành viên, Đảng ủy tập đoàn đã ban hành nghị quyết về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong tập đoàn đến năm 2025, định hướng 2030. Đối với PVGas, trong những năm gần đây, công tác số hóa và ứng dụng công nghệ số đã được triển khai áp dụng trong các hoạt động sản xuất như số hóa hệ thống quy trình, quản lý dữ liệu lớn Big Data để đưa ra các báo cáo đánh giá quản trị, ứng dụng chữ ký số, quản lý văn bản số, áp dụng hệ thống đào tạo và quản trị tri thức e-learning. Cùng với chiến lược chuyển dịch năng lượng, PVGas tiếp tục chuyển đổi số mạnh mẽ, duy trì văn hóa học tập thông qua quá trình đào tạo và tinh thần tự học để áp dụng hiệu quả các giải pháp, công nghệ của quá trình chuyển đổi số vì mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai và góp phần xây dựng nền kinh tế số của Việt Nam. Chúng tôi nhận thức được cái chuyển đổi số rất quan trọng. Về mặt quản trị thì chúng tôi đang tập trung trước mắt, tập trung là xây dựng cái hệ thống, toàn bộ cái hệ thống để có thể quản trị về mặt kế toán, tài chính, quản trị các chi phí. Chúng tôi cũng đang hướng tới về mặt các cái điều độ khí, đặc biệt là điều độ khí, khí từ nguồn nào, LNG hay từ mỏ nào, cung cấp cho từng nhà máy điện như thế nào, khu vực như thế nào, thì cũng PVGas cũng đang cố gắng là xây dựng các nền tảng dựa trên chuyển đổi số. Nhận thức rõ chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng và những lợi ích của chuyển đổi số đem lại trong việc thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như sức cạnh tranh của doanh nghiệp, Tổng công ty PTSC thời gian qua đã triển khai mạnh mẽ các chương trình chuyển đổi số. Đến nay, môi trường làm việc tại PTSC với các đối tác đều diễn ra trên nền tảng công nghệ thông tin và mạng công nghệ. Hiện, PTSC đang đẩy mạnh nghiên cứu, tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi. Điển hình là vừa qua, PTSC đã kết hợp với Sarens, một tập đoàn đa quốc gia với trụ sở chính tại Vương quốc Bỉ, để phát triển dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi, ký thỏa thuận phát triển chung với Sembcorp về việc hợp tác đầu tư xuất khẩu điện sang Singapore từ nguồn năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam. Các cái đặc thù, tính chất đặc thù sản xuất của các dự án điện gió này có cái tính chất nó hàng loạt, sản xuất hàng loạt. Thì công ty cũng đang có những cái đội ngũ để nghiên cứu chuyển đổi các cái mô hình quản lý, tiến đến cái đã đạt được cái tầng quản lý tạm gọi là real time, tức là mình đã quản lý được đến tất cả những cái công việc hàng ngày, tình trạng của công việc hàng ngày. Thì có thể nói là một phần nào đó thì cũng đã áp dụng chuyển đổi số thành công trong cái lĩnh vực sản xuất các công trình dầu khí. Thì công ty tiếp tục đã xây dựng tiếp các cái mô hình để quản lý các dự án theo cái yêu cầu mới. Từ năm 2021, Petro Việt Nam đã tích cực thực hiện các dự án chuyển đổi số đủ điều kiện có thể triển khai được ngay và đến nay đã đạt được những kết quả nhất định. Các hệ thống số hóa như quản trị nguồn lực doanh nghiệp, dữ liệu tìm kiếm thăm dò và khai thác giai đoạn 1, quy chế quản trị nội bộ, tài liệu lưu trữ hành chính, nền tảng hạ tầng, bảo mật được tăng cường, duy trì và cải thiện liên tục. Tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí PV Power, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thông qua các ứng dụng về quản lý, vận hành, giám sát kỹ thuật, quản lý chi phí và hiệu quả sản xuất điện được đẩy mạnh để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đối với dự án 34, chúng ta lựa chọn sử dụng các loại cấu hình công nghệ là hiện đại nhất thế giới hiện nay, tổ máy thế hệ H của GE 9H202. Đây là một trong những cái dự án mà có cái cấu hình công nghệ cũng như là cái thiết bị mới nhất. Trong quá trình thực hiện đầu tư quản lý dự án thì chúng tôi số hóa để giảm bớt cái khối lượng tài liệu. Ví dụ thì trong quá trình góp ý comment hồ sơ thiết kế chúng tôi làm hoàn toàn trên mạng hết, chỉ khi nào mà hoàn thành thì chúng tôi mới đưa ra bản chính cuối cùng để ký phê duyệt và lưu trữ hồ sơ phục vụ tác lưu trữ. Đấy là một trong những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Là tập đoàn kinh tế hoạt động trong ngành công nghiệp phức tạp, nhiều rủi ro, đòi hỏi vốn đầu tư lớn và công nghệ kỹ thuật cao, các hoạt động mang tính quốc tế, Petro Việt Nam đã xác định ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số là đòn bẩy để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh cho sự phát triển dài hạn, bền vững. Trong tương lai, để hoàn thành mục tiêu này, PVN cần chuẩn bị nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, quản lý, hợp tác với các trường đại học để phát triển, xây dựng các chương trình đào tạo mới phù hợp, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho việc hình thành và phát triển ngành công nghiệp năng lượng sạch trong tương lai.
Thank you.